Này, tôi hỏi anh, tại sao trong công ty mọi người lại đồn tôi có bầu với anh là thế nào? Có chuyện này hả? Ai đồn? Tất cả mọi người trong công ty đồn ầm lên kia kìa. Hay là anh nói linh tinh gì đấy? Này, cô nghĩ tôi thèm khát cô lắm đấy à? Mà phải làm cái trò đấy. Thế tại sao mọi người lại đồn như thế? Làm sao mà tôi biết được? Cô phải đi hỏi người ta chứ sao lại hỏi tôi? Tôi cảnh cáo anh, anh mà nói linh tinh gì là anh chết với tôi đấy. Cô còn dám dọa sếp của cô nữa à? Sếp gì mà sếp? Nếu không phải anh trai bắt tôi vào đây làm thì tôi còn lâu mới ở đây nhá. Anh đừng tưởng anh là chủ tịch thì anh muốn làm gì cũng được. Còn lâu, không có chuyện đấy đâu. Cô tưởng tôi thích cô ở đây làm chắc? Tính tình thì ngang ngược, lúc nào cũng làm theo ý mình, không chịu suy nghĩ gì cả. Thế thì anh nói với anh Hải là cho tôi nghỉ việc đi, đừng cho tôi làm ở đây nữa. Cô muốn rời khỏi đây thì tự đi mà nói với anh trai cô. Tôi đã hứa với cậu ấy thì không thay đổi đâu. Anh... Được, anh được lắm. Anh cứ chờ đấy, tôi không tin là tôi không rời khỏi đây được. Được, để tôi chống mắt lên xem cô làm thế nào. Rồi, có bầu có khác, mặt lúc nào cũng khó chịu nhở. Ai bảo với chị là tôi có bầu? Ô, cả công ty đang đồn ầm lên kia kìa, không có lửa làm sao có khói. Tôi nói cho chị biết, tôi không có bầu gì hết, chị đừng có mà nói vớ vẩn. Có thì nhận, việc gì phải chối thế nhở? Ở trong công ty này á, biết bao nhiêu người muốn có bầu với chủ tịch mà không được kia kìa. Chị thích thì tôi nhường cho chị hết đấy, đi mà hưởng. Cờ đến tay ai thì người đấy phất. Tao cũng muốn nhưng mà có được đâu. Chỉ những đứa có kỹ năng dụ dỗ đàn ông như mày thì mới có được chủ tịch thôi. Cái gì cơ? Tôi mà phải đi dụ dỗ anh ta á? Chứ không lẽ chủ tịch thèm để ý đến mày à? Tôi nói cho chị biết, tôi và anh ta không hề có quan hệ gì cả. Và anh ta cũng không hề có cái gì để cho tôi dụ dỗ hết. Chị hiểu chưa? Cái gì cơ? Chủ tịch mà không có gì để mày dụ dỗ á? Mày có vấn đề về nhận thức à? Đối với các người, anh ta là chủ tịch tập đoàn lớn, có nhiều tiền. Nhưng mà đối với tôi thì anh ta cũng bình thường thôi, chả có gì đặc sắc cả. Cho nên là đừng có nghĩ anh ta có cái gì đấy mà tôi thèm thuồng lắm ấy. Này, mày đã bằng một góc của chủ tịch chưa? Mà nói là chủ tịch không có gì, đã là nhân viên lại còn tỏ ra mình thượng đẳng. Cái đấy thì chị không cần biết. Nhưng mà tôi cảnh cáo chị, lần sau còn đi bàn tán linh tinh về chuyện tôi có bầu với anh ta thì đừng có trách tôi đấy. Đúng là con điên, làm nhân viên lại còn cứ như mình tiểu thư con nhà đại gia. Anh cho em nghỉ bên công ty kia đi, em không làm nữa đâu. Sao thế? Tự nhiên lại muốn nghỉ là sao? Bên công ty kia đang đồn ầm lên là em có bầu với ông Hiếu kia kìa. Ừ, thế em có bầu với anh Hiếu thật không? Anh còn trêu em nữa, tất nhiên là không rồi. Thế thì sao mà em phải sợ bọn họ bàn tán nhỉ? Mình không làm như vậy thì mình không phải sợ. Em cứ làm ở đấy đi, kệ người ta, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Nói thế thì ai chả nói được, nhưng mà em tức lắm, không làm được đâu. Em cố gắng làm bên đó một thời gian nữa đi rồi nghỉ. Công ty bên anh Hiếu là công ty lớn, làm ở đó em chỉ có lợi thôi, chứ không có thiệt đâu mà lo. Nhưng mà em không thích, làm ở bên đấy chả thoải mái tí nào cả. Anh cho em về đây làm đi. Đi làm thì lấy đâu ra có chuyện thoải mái, phải có khuôn khổ thì mới thành người được. Nhưng mà bên đấy không còn khuôn khổ nữa, mà là nơi tra tấn lỗ tai ấy. Anh cứ thử sang đấy một ngày xem, anh có chịu được không? Thôi được rồi, để anh nói chuyện với anh Hiếu. Có chuyện gì anh ấy khắc giúp đỡ em. Cái ông Hiếu đấy ham vãi ra ấy, em nhìn đã thấy bực mình rồi. Con trai gì đâu mà chả biết nhường nhịn con gái gì cả, lúc nào cũng giành phần thắng về mình. Thì anh ấy là chủ tịch, em là nhân viên. Trong công việc anh ấy nói gì thì em phải nghe chứ. Nhưng mà những chuyện ngoài công việc ấy, ông ấy cũng đáng ghét lắm. Đấy là anh ấy muốn tốt cho em thôi. Em cứ chịu khó rèn luyện đi. Bao giờ anh và anh Hiếu cảm thấy em trưởng thành hơn ấy, thì sẽ cho em về đây. Em trưởng thành từ lâu rồi. Trái lại, em vẫn còn trẻ con lắm. Từ xưa đến nay bố mẹ luôn chiều em. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ rèn giũa em lại, chứ không thể nào để em tùy hứng làm việc như vậy. Em không biết đâu. Anh không cho em nghỉ thì em tự xin nghỉ rồi ra chỗ khác làm. Em không có lựa chọn đấy đâu. Ít nhất em phải làm việc 1 năm chỗ công ty anh Hiếu rồi mới được ra ngoài. Em không muốn. Em mặc kệ các anh đấy. Cái con bé này bao giờ mới lớn được đây? Đúng là có bầu có khác, ăn uống nhiều dinh dưỡng quá nhở. Này bà chị,
Sao bà chị cứ xỉa sói tôi thế? Bà chị ngứa mồm à? Tao thấy thế nào thì tao nói vậy thôi. Đây là tao còn nói trước mặt đấy. Đầy đứa nó đang nói xấu sau lưng mày kia kìa. Việc tôi làm, việc chị làm. Nếu đã không tử tế được với nhau thì ngậm miệng lại đi. Chị bớt làm phiền tôi, bớt khẩu nghiệp lại. Mày việc gì phải nặng lời như thế? Đồng nghiệp với nhau tao quan tâm tí thôi. Có bầu ấy mà tức giận thế là không tốt đâu đấy. Chị tốt quá tôi không quen. Có thời gian thì chị nên đi tu cái miệng của chị lại đi. Đừng để nó phát ngôn ra những cái câu mà người khác nghe chỉ muốn vạ vào mặt. Bình thường là người khác á thì tao không để yên đâu. Nhưng nể tình mày đang có bầu với chủ tịch nên thôi, hoan hỉ. Mày mau nghĩ cách cứu tao đi. Tao không muốn ở cái công ty đấy thêm một ngày nào nữa đâu. Mày cứ bình tĩnh đã. Không có bầu thì cần gì phải sợ bọn họ đồn linh tinh. Nhưng mà tao ghét cái kiểu người khác nói xấu tao lắm. Nó cứ khó chịu kiểu gì ý. Mày phải thay đổi dần đi. Đâu phải lúc nào người ta cũng nói tốt về mình. Có những người, người ta ghen ăn tức ở, người ta nói xấu mình ấy chứ. Từ bao giờ mà mày nói chuyện kiểu này rồi? Mày có phải bạn tao không đấy? Tao vẫn thế mà. Chẳng qua là tao đi với mày, tao hay bốc đồng thế thôi. Chứ ở nhà, tao vẫn là con ngoan trò giỏi mà. Thế cơ? Thế sao bây giờ tao mới biết? Chẳng qua là mày chưa trưởng thành nên mày chưa nhận ra thôi. Lại còn được cả mày nữa. Nói chuyện với mày cứ như nói chuyện với anh Hải nhà tao ấy. Thôi được rồi. Bây giờ mày muốn tao giúp mày rời khỏi công ty kia đúng không? Mày xem có cách nào hay chỉ cho tao đi. Càng nhanh rời khỏi công ty đấy thì càng tốt. Thế mày xin nghỉ đàng hoàng không được à? Cơm nữa. Xin nghỉ được thì tao cần gì phải nhờ mày bày kế nữa. À, bây giờ thế này nhá. Mày lên công ty, mày cứ làm hỏng hết việc cho tao. Bình thường mày làm tốt thì bây giờ mày làm sai hết đi. Một thời gian như thế, kiểu gì ông Hiếu trở đuổi mày. Nhưng mà làm như thế, nhỡ ảnh hưởng đến công ty quá thì sao? Mày cứ làm những cái mà không để lại hậu quả quá nghiêm trọng ấy. Bọn họ thấy phiền phức thì sẽ tự đầu hàng mày thôi. Kế cũng hay đấy. Để tao thử mới được. Anh cho gọi tôi ạ? Cô làm cái gì đấy hả? Sao lại sai loạn hết cả lên như vậy? Sai ở đâu? Tôi đã làm kỹ lắm rồi mà. Cô còn cãi à? Cô tự xem đi. Sao lại như thế này được nhở? Rõ ràng tôi làm kỹ với cả tỉ mỉ lắm rồi. Không thể nào sai như này được. Thế không nhé. Tôi cố tình sửa sai rồi đổ oan cho cô à? Tôi đâu có ý đó đâu. Chắc tại dạo này tôi stress quá, tôi chả tập trung được. Anh thông cảm nhá. Có phải cô cố tình làm như vậy để chống đối tôi không? Sao anh lại nói thế? Anh là chủ tịch cơ mà. Còn tôi chỉ là nhân viên quèn thôi. Làm sao tôi dám chống đối anh? Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Hôm nay cách ăn nói của cô đối với tôi khác hẳn mọi ngày. Chắc chắn là cô có vấn đề rồi. Thì bình thường tôi hay cáu gắt với anh. Nhưng mà dần dần tôi cũng thấy anh là một người sếp tốt. Cho nên tôi phải ngoan ngoãn chứ. Thôi được rồi. Cô cầm bản kế hoạch này về làm lại rồi nộp cho tôi. Nhớ là phải làm cho đúng đấy. Nếu không thì đừng có trách tôi. Vâng ạ, thưa chủ tịch. Công nhận kế của mày hay thật đấy. Hôm nay tao nhìn mặt ông Hiếu tức giận mà tao thấy vui ghê. Mày dám ăn cái bánh mì của tao à? Anh? Mày thích ăn cái bánh mì không? Gì mày dám ăn cái bánh mì của tao à? Đây, anh làm cái gì đấy? Sao lại đánh phụ nữ thế? Nó ăn cắp đồ nhà tao nên tao phải đánh cho nó một trận cho nó chừa đi. Em ơi, em cứu chị với. Chị ấy lấy cái gì của anh? Nó dám ăn cắp hai cái bánh mì của nhà tao. Cái gì cơ? Chị lấy có hai cái bánh mì mà anh đánh chị ấy dã man như thế này á? Thế hai cái bánh mì không phải là tiền à? Mày thử bị ăn cắp xem, mày có bực mình không? Tại còn chị đói quá mà chị không còn tiền nên chị mới phải làm điều vậy thôi. Em ơi, em giúp chị với. Để tôi trả tiền, anh đừng có đánh chị ấy nữa. May cho mày đi nhá. Lần sau mà còn ăn trộm nữa ấy, thì chết với tao. Chị ơi, chị có làm sao không? Chị không sao. Cảm ơn em. Nhà chị ở đâu thế? Mà sao trông chị còn trẻ, không kiếm việc gì mà làm đi, mà phải đi ăn trộm hai cái bánh mì thế này?
Chị không có nhà em ạ. Chồng chị bài bạc bán hết đất đai nhà cửa rồi. Bây giờ hắn cũng đi trốn nợ biệt xứ. Chị thì ốm đau bệnh tật, không thể đi làm được. Những lúc chị khỏe thì chị đi nhặt ve chai để kiếm tiền. Còn khi nào bệnh tái phát thì chị chỉ có thể đi ăn xin thôi. Hôm nay các con chị đói quá rồi mà chị vẫn chưa kiếm được gì cho nó ăn, nên chị mới phải đành làm liều thế này thôi em ạ. Chị này, hay bây giờ chị đưa em đến chỗ các con chị đi, em sẽ thu xếp chỗ ở cho chị và các con. Sao em tốt với chị thế? Chị thực sự không biết đền đáp ơn này thế nào cả. Em thấy chị khó khăn nên em muốn giúp đỡ thôi, chứ em không cần đền đáp gì đâu ạ. Chị đội ơn em, chị đội ơn em nhiều lắm, chị cảm ơn em. Thôi được rồi chị, em biết rồi, bây giờ chị em mình đi đi. Mời vào. Anh Hiếu, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Chuyện gì? Sắp tới công ty mình có rất nhiều dự án đúng không? Đúng rồi, thì sao? Tôi muốn công ty mình xây dựng một cái quỹ từ thiện để hỗ trợ người nghèo. Nó vừa giúp được nhiều người, lại vừa quảng bá được hình ảnh của công ty mình nữa. Anh thấy thế nào? Sao tự nhiên cô lại muốn làm thế? Tôi thích thì tôi làm thôi. Anh có đồng ý không? Được, đây là việc có ý nghĩa, tôi ủng hộ. Cô cứ lên kế hoạch đi, rồi tôi sẽ xét duyệt. Vậy mai tôi nộp kế hoạch cho anh. Tôi đi làm việc đây. Phương Anh, em uống nước đi này. Sao hôm nay chị tốt với tôi thế? Chị xin lỗi, trước đây chị hay nói xấu em. Em bỏ qua cho chị nhá. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Thực ra điều kiện nhà chị cũng không có khá giả gì. Đợt vừa rồi bố chị bị tai nạn nên cũng phải vay mượn chạy chữa khắp nơi, nhưng mà cũng không đủ. Chị tưởng không còn cách nào có thể cứu được bố nữa, nhưng may có em đứng ra lập quỹ từ thiện và quỹ đó đã chữa khỏi bệnh cho bố chị. Chị biết ơn em nhiều lắm. Thì ra là vậy. Thôi không sao, chị hiểu ra là tốt rồi. Từ nay về sau chị đừng có như thế nữa là được. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Từ bây giờ chị sẽ không như vậy nữa đâu. Vậy là em gái của anh trưởng thành thật rồi. Sao anh lại đến đây? Anh đến để hỏi xem em có muốn về công ty anh làm việc nữa không. Anh bảo em phải làm ở đây đủ 1 năm mới được nghỉ còn gì. Nhưng mà anh thấy em đã trưởng thành, bây giờ em có thể về được rồi. Anh Hiếu, anh có cho em ở lại đây làm không ạ? Tùy lựa chọn của em thôi. Em quyết định như thế nào anh cũng tôn trọng. Thế thì em quyết định ở lại đây làm ạ. Em còn nhiều dự định dang dở lắm. Nhất là quỹ từ thiện vẫn đang đi vào hoạt động. Nó đã giúp không ít người có hoàn cảnh kém may mắn. Em muốn xây dựng nó thật phát triển, để có thể lan tỏa thông điệp tốt đẹp và có giá trị đến cuộc sống này. Anh Hiếu này, bằng cách nào mà anh thay đổi con bé nhanh như vậy? Tất cả là do Phương Anh thay đổi, chứ tôi có làm gì đâu. Như vậy thì chúng ta phải đi ăn mừng thôi. Anh cứ trêu em. Chị Ngọc Anh, chị phải đi cùng luôn nhá. Tôi muộn giờ rồi, cô cho tôi đi nhờ một đoạn nhá. Suýt chút nữa là anh hại chết tôi rồi đấy. Muộn với sớm cái gì. Tôi có cuộc họp gấp, cô thông cảm hộ tôi. Trông anh như thế này mà anh cũng đòi đi họp hành á? Anh đùa tôi à? Tôi đang gấp lắm rồi, thời gian đâu mà đùa cô chứ. Vậy thì tôi từ chối, lui ra đi. Sao cô không đi đi, dừng lại làm gì? Cái thứ biến thái này, hóa ra là anh giở trò đối bại à? Tôi không phải biến thái. Cô chở tôi đến tập đoàn IBA đi, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Cô sao đấy? Không nghe thấy tôi nói gì à? Xuống xe. Tôi sắp muộn rồi, cô còn bắt tôi xuống xe làm gì? Này, cô làm gì vậy? Sảm sỡ tôi xong lại còn tỏ ra vô tội à? Tôi đánh chết anh. Hey!
Chủ tịch, sao bây giờ anh mới đến? Ơ, chủ tịch, mặt anh bị làm sao vậy? Tôi không sao. Chủ tịch, anh bị ai đánh mà ra nông nỗi này? Có cần em báo công an rồi đưa anh đi bệnh viện không ạ? Không cần đâu. Đối tác về hết rồi à? Vâng, họ về được gần nửa tiếng rồi ạ. Cuối cùng là anh bị làm sao thế? Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không có gì đâu. Vậy để em đưa chủ tịch đi viện kiểm tra xem thế nào ạ? Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà. Cô yên lặng một chút để tôi yên tĩnh đi. Đúng là đen thật chứ. Muộn có mỗi một phút thôi, thế mà cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Tất cả ấy cũng là tại cái thằng cha biến thái kia. My, ngày gì thế không biết, hết chuyện này tới chuyện khác. Em đang đi đâu đấy? Có cần anh đưa về không? Tôi có xe, tôi tự đi được, cảm ơn. Đâu? Xe em đâu? Đây này, tôi đang để ở trong túi sách ấy. Em đang đùa anh đấy à? Xe thì làm sao mà để trong túi sách được? Ok, My, My, em đi đâu đấy? Tôi đi lấy xe chứ đi đâu nữa. Hóa ra em để xe ngoài bãi kìa. Thế mà chả nói luôn, cứ lòng vòng mãi. Tôi mệt anh rồi đấy nhá, anh để tôi yên đi, tôi còn bận nhiều việc. Anh biết thừa, em có bận gì đâu. Em xin việc không thành nên mới gắt gỏng như thế này đúng chứ? Đằng nào chả thế. Mà đây cũng có phải là lần đầu em xin việc bị từ chối đâu. Hay là anh bảo đi ra lấy xe, anh đưa em đi uống cà phê nhé. Không cần, anh để tôi yên là được rồi. Ok á, đi uống nước với anh đi mà. Anh hứa, anh chỉ ngồi im, không nói gì đâu. My, My. Anh mà còn nhìn nhắng nữa ấy, thì đừng có mà trách tôi ạ. Mời vào. Em chào chủ tịch ạ. Sao rồi? Có tin tức gì chưa? Dạ, tôi đã tìm được thông tin của cô ấy rồi ạ. Vậy thì tốt, ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Giám đốc Ngọc Anh. Chào cô. Chị với chủ tịch vừa nói chuyện gì đấy ạ? À, tôi nghe nói chủ tịch nhờ chị làm việc gì ạ? Có phải liên quan đến vụ lần trước chủ tịch bị đánh không? Chuyện này chủ tịch không cho tôi nói nên tôi không nói bừa được. Xin lỗi thư ký Phương Anh nhé. Ok. Chúng ta đều là cấp dưới của chủ tịch, phải có trách nhiệm chia sẻ nỗi lo với anh ấy chứ. Chính vì chúng ta đều là cấp dưới của chủ tịch nên chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được rồi. Còn những chuyện khác ít quan tâm thì hơn. Chị đang muốn mượn cớ để dạy dỗ tôi đúng không? Tôi chỉ đang nói chuyện bình thường với cô thôi. Cô không cần phải nhạy cảm như vậy đâu. Tôi đi trước. Thái độ gì đấy chứ? Tưởng được chủ tịch ưu ái hơn một chút thì lên mặt à? Thôi được, không nói chứ gì. Con này tự có cách để biết. Tại sao lại vô lý như thế nhở? Hồ sơ của mình cũng đâu đến nỗi nào đâu, thế mà đi đến đâu người ta cũng từ chối là sao nhở? Giờ mà cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân à? Là anh à? Tên biến thái này, có phải là hôm trước tôi cho anh ăn đòn vẫn chưa đủ đúng không? Còn cô thì sao? Vẫn muốn thất nghiệp dài hơn đúng không? Đã cố gắng tử tế với anh rồi mà anh không chịu, có phải là anh muốn ăn đòn nữa thì anh mới chịu đúng không? Này, cô đừng có ngang ngược. Này, rõ ràng là hôm ấy anh tự ý nhảy lên xe của tôi rồi sàm sỡ tôi. Bây giờ anh lại nói cái kiểu như là anh bị oan à? Cô đừng có nói với bạn, tôi sàm sỡ cô hồi nào? Anh ôm tôi xong rồi sờ soạn lung tung, như thế không gọi là sàm sỡ, thì thế nào mới gọi là sàm sỡ? Đây là nơi công cộng, cô đừng có mà bịa đặt. Sao? Dám làm không dám nhận à?
Này, tránh xa tôi ra đi. Này, cô định làm gì chủ tịch đấy hả? Chủ tịch với không chủ tịch cái gì chứ? Cô lui ra đi. Hôm nay tôi phải đánh cho anh ta răng rơi đầy đất thì thôi. Chủ tịch, tôi nghĩ là anh không nên ở đây nữa, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Được, cô xử lý giúp tôi nhé. Ơ, này, ai cho anh đi chứ? Đứng lại đấy hả tôi? Cô bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Chị với cả anh ta có quan hệ gì? Mà chị là ai? Sao lại xem vào chuyện của tôi? Chủ tịch có giao cho tôi điều tra lý lịch của cô, cho nên tôi cũng hiểu rõ câu chuyện của hai người. Mà từ nãy đến giờ, chị cứ chủ tịch này chủ tịch nọ, thế rốt cuộc anh ta là chủ tịch gì? Anh ấy là Trần Mạnh Hùng, chủ tịch tập đoàn ABA. Gì cơ? Anh ta là chủ tịch tập đoàn ABA á? Bảo sao mà anh ta lại có tiếng nói lớn như vậy? Còn cả chị nữa, dám tiếp tay cho anh ta làm càn, tôi phải xử lý cả hai người mới được. Đúng là to gan lớn mật thật. Cô không biết sợ trời sợ đất là gì đúng không? Người ta làm sai thì người ta mới sợ. Tôi có sai cái gì đâu mà tôi phải sợ. Đúng sai, chỉ cách nhau một ý niệm thôi. Chuyện này thực sự là hiểu nhầm. Chủ tịch của tôi không phải là người như thế đâu. Chị là cấp dưới của anh ta thì đương nhiên là phải nói tốt cho anh ta rồi. Chủ tịch tập đoàn ABA có phải là người vô danh tiểu tốt gì đâu. Nếu anh ấy là người không ra gì thì chắc chắn không tránh khỏi điều tiếng thiên hạ. Nhưng mà cô xem, từ trước đến nay anh ấy có ồn ào gì không? Thôi, coi như là tôi đen đủi đi. Chị đi đi. Chị còn muốn cái gì nữa? Chẳng lẽ cô không muốn có việc làm à? Chị nói thế là có ý gì? Giới thiệu với cô, tôi là Nguyễn Ngọc Anh, giám đốc kinh doanh của tập đoàn ABA. Chị nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ chị muốn tuyển tôi vào làm mảng kinh doanh do chị quản lý á? Đúng vậy, cô thấy sao? Chị không đùa tôi đấy chứ? Chào chủ tịch ạ. Cô làm gì ở đây? Mà cô vừa chào tôi là gì cơ? Chủ tịch ạ, bây giờ tôi đã là cấp dưới của giám đốc Ngọc Anh rồi. Chào anh như vậy có gì là sai đâu ạ. Cô vào tập đoàn tôi làm rồi á? Dạ vâng, chị Ngọc Anh là người hiểu rõ lý lẽ, cho nên sau khi biết tôi không làm gì sai trong chuyện này, chị đã tuyển tôi vào đây để làm cấp dưới của chị ấy. Vậy nên là sau này có gì mong anh giúp đỡ ạ. Cô nói như kiểu cô là nạn nhân, còn vào đây làm là giám đốc Ngọc Anh thay tôi bồi thường cho cô ấy nhỉ? Lẽ nào không phải như vậy à? Chị muốn cái gì đây? Cô đến đây làm bao lâu rồi mà không biết tôi à? Xin lỗi chị nhá, tôi mới vào còn nhiều việc phải làm, cho nên là không tiện quan tâm những chuyện ngoài lề. Mồm mép cũng sắc bén ghê nhờ. Bảo sao, chủ tịch cũng bị cô chọc cho tức giận phải bỏ đi. Tức là nãy giờ chị đã nghe trộm hết rồi à? Đừng tưởng tôi không biết gì về cô. Khôn hồn ấy, thì nghỉ việc cho tôi. Chị không thấy mình làm như thế này là rất vô lý à? Tôi là thư ký thì phải có trách nhiệm giúp chủ tịch phân ưu. Lần trước cô đánh đập chủ tịch dã man như vậy, còn khiến cho chủ tịch mất đi một đối tác lớn. Tôi mà bỏ qua cho cô lần này thì sao xứng đáng làm thư ký của chủ tịch nữa? À, hình như chị là thư ký Phương Anh à? Đúng. Cô khôn hồn thì nghỉ việc đi. Xin lỗi chị, tôi là cấp dưới của giám đốc Ngọc Anh. Vào đây làm tôi cũng được ký hợp đồng đàng hoàng. Không phải chị nói đuổi là đuổi được đâu ạ. To gan thật chứ. Dám thách thức cả mình cơ à? Chủ tịch xuống tìm tôi giờ này có chuyện gì đấy ạ? Chuyện gì, chẳng lẽ cô không đoán ra được à? À, vậy chủ tịch muốn thế nào ạ? Nói đi, tại sao cô làm như vậy? Dạ thưa chủ tịch, công bằng mà nói thì chuyện giữa anh và cô My chỉ là hiểu nhầm. Nếu có thể thì hai người nên hòa giải, được như vậy có phải tốt hơn không ạ? Cô giỏi lắm, làm xong tất cả mọi chuyện rồi mới nói với tôi. Cô nói xem,
tôi nên xử lý cô thế nào đây? Dạ thưa chủ tịch, tôi thấy cô ấy có hoàn cảnh khó khăn, với lại cô ấy cũng có năng lực nữa. Tôi tin là cô ấy sẽ hoàn thành tốt công việc của mình thôi ạ. Nói như vậy là cô đã điều tra rất kỹ về cô ấy rồi đúng không? Chủ tịch, anh làm gì ở đây vậy? Chúng ta qua bên kia đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hiện giờ tôi cũng đang hơi bận, có gì thì anh nói luôn đi ạ. Chỗ này nói chuyện không được tiện lắm đâu. Nhưng thật sự là tôi đang rất bận, có gì thì anh nói đi ạ. Tôi là cấp trên của cô, muốn nói chuyện với cô mà khó thế à? Cấp trên thì sao? Cấp trên thì thế nào? Có phải mày cậy quyền cậy thế, định ép mi làm điều gì mà ám đúng không? Anh là ai? Ôi trời đất ơi, anh tới đây làm gì vậy? Anh đến đây là để bảo vệ em đấy. Ai cần anh phải bảo vệ? Em thử nhìn lại xem, thằng này trông có khác gì cái thằng Sở Khanh không? Anh không bảo vệ em làm sao được? Anh đừng có mà nói lung tung nữa, nếu không thì đừng có mà trách tôi. Tôi định nói với cô một lời xin lỗi, nhưng mà xem ra cô qua lại với những người như thế này, tính cách ưa bạo lực cũng phải. Thằng kia, mày đi đâu ấy? Đứng lại cho tao. Này, anh phá đủ chưa? Ủa kìa Mỹ, anh đang giúp em đấy. Giúp á? Anh vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy. Anh có biết người vừa rồi là ai không? Là sếp em là cùng chứ mấy, mà anh quan tâm làm cái gì? Đúng, anh ta là sếp của tôi đấy, cũng là chủ tịch của tập đoàn ABA. Anh nghĩ mình ở tầm nào mà dám lạnh tranh với người ta? Em nói cái gì? Thằng vừa rồi là chủ tịch tập đoàn ABA á? Đúng, anh biết là mình gây ra họa gì chưa? Mi, tôi không muốn gặp anh chẳng phải vì cái gì cả, là vì tính cách của anh đấy. Thư ký Phương Anh có chuyện gì vậy? Xem ra chị rất thích chống đối tôi đúng không? Cô nói gì tôi không hiểu. Vậy tại sao chị nhận con bé kia vào bộ phận chị làm? Chị không những chống đối tôi mà còn chống đối cả chủ tịch nữa đấy. Cả tôi và cô đều không phải kẻ ngốc. Nếu tôi làm như vậy mà chủ tịch không kỷ luật tôi thì có nghĩa là tôi đang làm đúng ý anh ấy. Vì vậy cô đừng nhiều chuyện nữa, và đừng cố thể hiện mình là một cấp dưới tận trung, trông nó lố lắm. Chị nói cái gì? Hôm nay tôi đang đợi một người bạn, nếu cô không có chuyện gì nữa thì mời cô. Được lắm, chuyện này chưa xong đâu. Tôi bên này. Giám đốc Ngọc Anh, xin lỗi đã tới muộn ạ. Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, cô ngồi đi. Sao? Hôm nay hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Dạ, chủ tịch có làm khó chị vì chuyện của tôi không ạ? Không. Mà sao cô lại hỏi như vậy? Có phải chủ tịch đã đến tìm cô không? Cô đứng đây làm gì? Có phải chờ chủ tịch không? Chị có thấy là mình hơi nhiều chuyện rồi không, thư ký Phương Anh? Cô tưởng có giám đốc Ngọc Anh chống lưng thì tôi không làm gì được cô à? Tôi vẫn không hiểu là tôi đã đắc tội với chị ở chỗ nào. Tại sao chị lúc nào cũng tìm tôi gây chuyện vậy? Cô không đắc tội với tôi, nhưng mà cô đắc tội với chủ tịch. Anh ấy thân phận cao quý, không tiện đôi co với cô. Nhưng mà tôi thì không vậy. Nếu mà chị lo cho chủ tịch thì chị hãy xem lại cách cư xử của mình đi. Thư ký cũng là bộ mặt của chủ tịch, chị cư xử như thế này không có hay đâu. Nếu cô mà sớm biết điều thì tôi cần gì phải cư xử với cô thế này chứ? Như thế nào là biết điều? Phải nghe lời chị như là một cái máy à? Vậy cô nhìn nhận lại thân phận của mình đi. Cô có tư cách gì để mà chống đối tôi? Thật xin lỗi, tôi không có cái gì để nói với chị cả. Ơ, con Danh này, tao thì tao. Này, cô định làm gì? Chủ tịch, em... Tôi đang hỏi cô đây, cô định làm gì? Chủ tịch, cô ta định làm phiền anh đấy. Em chỉ đến nói lý lẽ với cô ta thôi. Tôi yêu cầu cô làm như vậy sao? Dạ không,
Không phải ạ. Tại em là cấp dưới của anh, em phải giúp anh giải quyết những rắc rối không đáng có chứ ạ. Có thật như vậy không? Hay là cô chỉ muốn thể hiện quyền hành của mình? Chủ tịch, em không dám ạ. Cô đừng tưởng là tôi không biết những chuyện gần đây cô làm. Chủ tịch, em làm vậy cũng chỉ là vì lo nghĩ cho anh thôi. Mong anh bỏ qua cho em lần này với ạ. Cô là thư ký của tôi thì lo mà làm cho tốt công việc của mình vào. Những chuyện ngoài lề á thì đừng có quan tâm. Kể cả là chuyện của tôi, tôi chỉ nhìn vào năng lực làm việc chứ không nhìn vào thái độ của cấp dưới đối với cấp trên như thế nào đâu. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi nhắc cô. Nếu lần sau tôi còn nhìn thấy cô như thế này nữa thì hậu quả như thế nào cô tự biết đấy. Dạ, em hiểu rồi ạ. Cô có thể đi được rồi. Dạ, em xin phép ạ. Sao vậy? Nghe nói cô muốn gặp tôi. Trông cô hôm nay không giống như thường ngày lắm. Cô như thế này tôi không quen đâu. Chủ tịch, thật ra là chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Đây là điều hiển nhiên. Tôi đã nói với cô mấy lần rồi, cô có chịu tin đâu. Là do tôi không đúng, cho nên là hôm nay tôi tới đây để xin lỗi chủ tịch đấy ạ. Tôi phải rất khó khăn mới có thể nói được những lời này đấy. Anh thái độ như thế là sao? Như thế này mới là cô chứ. Thế tóm lại, anh có đồng ý lời xin lỗi của tôi không? Được rồi, xem như là tôi nhận. Nhưng cô không cảm thấy như thế này quá đơn giản à? Vậy anh còn muốn như nào nữa? Bây giờ tôi đang rảnh, cô mời tôi cà phê đi. Nếu có thể thì là một bữa tối nữa. Tưởng là chuyện gì, chứ chuyện này thì đơn giản. Mời chủ tịch. Cô gọi tôi có chuyện gì vậy? Anh vừa nhét cái gì vào cốp xe anh hả? Tôi để gì thì liên quan gì đến cô? Cô là ai? Sao lại hỏi như vậy? Trước khi biết tôi là ai ấy, thì tôi sẽ tẩn cho anh một trận rồi lôi anh lên xã xem có liên quan không nhá. Ờ kìa, sao cô vô lý thế? Hay là cô mắc bệnh tâm thần à? Ơ trời, ghê gớm quá nhở. Vừa ăn cắp vừa la làng, lại còn vu cho tôi bị tâm thần á. Này cô gái, tôi với cô không quen biết gì nhau cả. Từ lúc nãy đến giờ, tôi cũng rất lịch sự, không xúc phạm hay là vô lễ. Tại sao cô cứ sừng cồ lên với tôi như vậy? Không làm gì á. Giữa ban ngày ban mặt, anh bắt tóc con gái nhà người ta đem đi bán, còn lên giọng hách dịch. Anh nghĩ tôi không làm gì được anh à? Này 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 này, anh thái độ gì đi hả? Mở cốp xe ra cho tôi kiểm tra. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Nhịn đủ á? Không nhịn đủ anh làm được gì? Mở ra nhanh lên, thả bạn tôi ra. Tôi cảm thấy rất khó chịu với cô rồi đấy. Bạn nào của cô nằm trong cốp xe của tôi? Bạn tôi? Anh vừa mới bắt cóc để đem đi bán đấy còn gì nữa. Mau thả nó ra, không tôi lôi anh lên công an bây giờ. Đùa không vui đâu nha. Tôi còn bận rất nhiều việc, không có thời gian rảnh đứng đây đôi co với cô đâu. Ê này 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 này, tôi thèm đùa với cái mặt anh á. Mở cốp xe ra. Cô có tin là tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống không? Ghê nhở. Tôi cũng đang muốn đưa anh lên công an đây. Đã phạm pháp lại còn mạnh miệng à? Đi! Hoàng đã, lý do gì mà cô cứ nhất quyết nói tôi là kẻ buôn người vậy? Mới tháng trước, có mấy đứa con gái ở bên làng bên làm quen với mấy ông ở trên mạng, sau đó gặp mặt, xong bị các ông ấy bắt cóc bán sang Trung Quốc đấy. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Thế tôi hỏi anh nhá, anh có phải người làng này không? Có người bảo bạn tôi chạy về hướng này, xong sau đấy mất tâm. Anh nghĩ có trùng hợp như thế không? Tôi thật sự mệt mỏi với cô lắm rồi đấy. Nếu tôi mở cốp xe ra mà không có bạn cô trong đó thì sao?
Nếu anh không làm gì sai trái thì đừng có mà thoái thác. Nãy giờ tôi rất khách sáo với anh rồi, anh mà còn cố chấp á, đừng có trách tôi mạnh tay. Đấy, cô kiểm tra đi. Ngọc, em làm gì ở đây vậy? Đấy, anh còn cứ gân cổ lên cái là không có Ngọc ở trong cốp xe anh đi. Nhưng thật sự là tôi không biết cô ấy chui vào cốp xe của tôi lúc nào nữa. Thôi, anh đừng có mở ở đấy lảm nhảm nữa. Đi, theo tôi lên công an xã làm việc, đừng để tôi dùng vũ lực. Đi. Hả? Tôi làm gì mà phải lên công an? Anh bắt cóc bạn tôi, bằng chứng rành rành đây, anh vẫn còn cãi à? Ngọc, anh bắt cóc em lúc nào vậy? Ngọc, mày nói cho rõ ràng đi, có tao ở đây rồi mày không phải sợ. Sợ cái đầu mày ý, mày phá hỏng chuyện tốt của tao rồi đấy. Ngọc là em gái của bạn tôi, làm sao tôi có thể bắt cóc cô ấy được? Cô mau xin lỗi tôi đi. Anh bị dở à? Trong cốp xe anh có người, chứng tỏ là tôi không nói sai. Sao anh bắt tôi phải xin lỗi? Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đang bận, không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí này, nên coi như bỏ qua đi. Tôi cũng không mong gặp cô lần nữa đâu. Ngọc, anh cần một lời giải thích về chuyện này, nhắn tin cũng được. Cái gì cơ? Mày trốn ở trong cốp xe anh ta để lên Hà Nội chứ không phải là bị bắt cóc á? Ôi giời ơi, bắt cóc cái đầu mày ý. Anh Cường anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA, ai đời anh làm cái trò đó. Mày làm hỏng hết chuyện của tao rồi. Mất bao nhiêu công sức tao mới chui được vào cái cốp xe đấy, thế mà tại cái tính nhiều chuyện của mày ý, phá hỏng hết việc của tao. Tức chết với tôi ạ. Ok, chẳng phải là do tao lo cho mày à? Lo cái đầu mày ý. Tốt nhất từ giờ đừng có tìm ra nữa. Bực cái cho mình. Ok, cái con danh này. Này, nhìn qua là biết anh ta không có tình cảm với mày rồi. Ham hố làm cái gì cho mệt chứ. Thế hóa ra là mình hiểu nhầm anh ta. Thôi kệ đi, lần sau gặp thì xin lỗi sau vậy. Ông nào mà lại to gan lớn mật, dám lội vào ruộng rau nhà mình thế kia nhở? Này anh kia. Lại là cô à? Anh khó chịu cái gì? Anh có biết đây là ruộng rau nhà ai không mà anh dám lội vào như thế? Không lẽ đây là ruộng rau nhà cô à? Chẳng ruộng rau nhà tôi thì ai nữa. Anh đi lên nhanh cho tôi, nhanh. Cô yên tâm, tôi tránh né cẩn thận rồi, nên là không hỏng rau đâu. Mà nếu có hỏng, tôi đền tiền cho cô là được chứ gì. Anh tưởng mình nhiều tiền thì hay lắm đấy à? Tôi chuẩn bị đầu tư mấy dự án nông nghiệp ở đây, nên tôi đi khảo sát đất đai một chút thôi, chứ không có ý phá hoại gì cả. Chuyện hôm qua là tôi hiểu nhầm anh, cho nên hôm nay tôi bỏ qua chuyện này đấy. Vậy tôi cảm ơn cô nhé. Mà anh đi thì đi cho cẩn thận, không hỏng hết rau của tôi kìa. Tôi xin lỗi, tôi biết rồi. Không được, tôi phải theo sát anh, không anh dẫm hết vào rau của nhà tôi. Được, tôi đi một mình cũng đang buồn đấy, có cô đi cùng thì vui rồi. Đi cùng cho vui. Thế tôi hỏi thật anh nhá, tập đoàn anh không có ai đi cùng anh à? Trước mỗi dự án, tôi đều đi khảo sát tình hình cụ thể một mình, sau đó tôi mới điều cấp dưới xuống làm việc. À, nghe anh nói có vẻ cũng có tâm phết nhở. Cảm ơn cô. Thôi rồi, đi đi, cẩn thận rau của tôi đấy. Tôi sẽ chú ý ạ. Ngọc, mày đi đâu vậy? Em phải đi tìm cái Ngọc Anh, nói chuyện cho ra nhẽ mới được. Bạn bè gì mà khốn nạn thế không biết nữa, đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi, bây giờ còn định cướp luôn anh Cường của em nữa. Mày bình tĩnh xem nào, thằng Cường nó đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nó không có tình cảm với mày, mày còn cố chấp làm gì? Em không tin. Em thì có cái gì thua cái Ngọc Anh nào? Tại sao anh Cường vừa thấy nó là quấn nó như Sam rồi, còn em thì chẳng thèm để ý gì cả. Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Em còn chẳng hiểu anh là đàn ông cái kiểu gì nữa cơ. Chẳng phải anh thích cái Ngọc Anh à? Tại sao bây giờ anh thấy như thế, anh cứ đứng im bất lực thế? Hay là anh sợ anh Cường? Thì cũng giống như thằng Cường đối với mày đấy thôi. Ngọc Anh không có tình cảm với anh, anh ép làm sao được. Đúng là đồ hèn.
Mày thích thằng Cường thì mày phải nghĩ cho nó chứ. Đằng này suốt ngày chỉ nghĩ cách để thỏa mãn bản thân thôi. Như thế mà gọi là tình yêu à? Anh không cần phải đạo lý với em. Em lớn rồi, em tự biết em phải làm gì, không cần anh phải dạy. Em với Út sao nó lại cố chấp thế không biết, rồi lại gặp rắc rối cho mà xem. Ngọc, đợi anh. Hôm nay mày không đi làm à? Làm lụng gì tầm này nữa, đang đau hết đầu đây. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Nói đi, tao giúp cho. Mày giúp tao thật á? Bạn bè với nhau mà, giúp được cái gì tao phải giúp chứ. Vậy mày cưới cái Ngọc đi. Mày lại đùa tao rồi, không vui đâu nhá. Đùa cái gì mà đùa? Chuyện mày với cái Ngọc Anh quấn quýt lấy nhau ấy, đến tai cái Ngọc rồi. Nó đang đi tìm mày với cái Ngọc Anh từ sáng đến giờ đấy. Thế cơ à? Tao lo nên đi theo nó từ sáng, nhoáng cái không để ý nó đã lặn mất tăm rồi. Gọi thì không nghe máy, bây giờ tao không biết làm thế nào đây. Mày cũng hiểu rồi còn gì. Tao vì tránh không muốn Ngọc hiểu nhầm nên tao mới không ở nhà mày nữa đấy. Tao hiểu chứ. Hay là mày lánh mặt một thời gian đi. Tao thì lại chỉ có mỗi mình nó là em gái, mày là bạn thân duy nhất của tao. Ép mày cưới nó thì tao lại không làm được, mà nhìn thấy nó như thế thì tao lại không đành. Mày yên tâm, để tao tìm cô ấy nói chuyện xem thế nào. Giờ nó không nghe ai nói đâu, tốt nhất mày nên tìm cách lánh đi, đừng gặp nó nữa. Mày đi đâu đấy? Làm cái gì mà mặt mày hầm hầm thế? Tao không ngờ cái loại mày lại khốn nạn như thế đấy. Mày nói cái gì đấy? Tao không hiểu. À, hay là vẫn cái chuyện hôm trước á? Tao xin lỗi mày rồi còn gì. Hôm đấy tao chỉ lo cho mày thôi, chứ tao có cố ý đâu. Mày không cần phải giả vờ giả vịt. Mấy hôm nay mày quấn lấy anh Cường như thế nào, mày tưởng tao không biết à? À, hóa ra là chuyện này à? Nhưng mà mày hiểu nhầm rồi. Là anh Cường chưa hiểu rõ nhiều chỗ nên là tao có giúp anh ấy đi khảo sát làm dự án thôi, chứ ngoài ra không có gì cả. Dự án cái đầu mày ấy, tao với anh Hải thân với anh Cường như vậy mày còn chưa thấy đâu, mày là cái thá gì? Nếu thân như vậy mà người ta không nhờ thì mày cũng phải hiểu nguyên nhân chứ. Tự nhiên đến đây trách móc tao làm gì? Đấy, cuối cùng thì mày cũng đã lộ rõ bản chất của mày ra rồi nhá. Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao hôm trước mày lại đến phá tao rồi. Có phải mày để ý anh Cường từ lâu rồi đúng không? Mày bớt vô lý đi. Hôm đấy là lần đầu tiên tao gặp anh ấy. Với cả tao cũng nói rõ là tao hiểu nhầm nên định giúp mày thôi mà, chứ có để ý ai đâu. Mày lại tốt với tao thế cơ à? Được thôi, bây giờ thì mày đã biết tình cảm của tao dành cho anh Cường như thế nào rồi đấy. Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra, không thì đừng có trách tao. Nhưng mà chuyện này... Sao? Không làm được chứ gì. Mày là cái loại giả dối nhất mà từ trước đến giờ tao từng gặp đấy. Tao thật hối hận khi mà chơi với mày mà. Mày đừng có suy nghĩ sâu xa như thế chứ. Là tao đã hứa với anh Cường giúp anh ấy nốt mấy ngày, nên bây giờ phải tìm anh ấy để thương lượng xem thế nào đã. Chưa gì mày đã trù dập tao thế là thế nào. Được, vậy thì tốt. Để tao xem cuối cùng thì mày sẽ quyết định như thế nào. Em đây rồi, mấy hôm nay anh tìm em mãi. Anh tìm em có việc gì vậy? Chẳng phải em hứa với anh là sẽ đi khảo sát cùng anh cho đến khi xong à? Sao đi được mấy hôm rồi lại không thấy đâu nữa thế? Thôi em bận lắm. À, hay là anh thử sang nhờ cái Ngọc xem sao, thế nhá. Gì nữa à? Có phải là Ngọc đã gặp em rồi nói chuyện gì rồi phải không? Không, chẳng qua là em bận thôi. Anh với Ngọc hoàn toàn không có gì cả. Anh cũng đã tránh để không có bất cứ hiểu nhầm gì xảy ra. Thế nhưng mà Ngọc vẫn có những suy nghĩ tiêu cực. Anh không biết phải nên làm gì nữa. Em thấy Ngọc mới đang là người hiểu nhầm về mối quan hệ của em với anh đấy. Anh nên đi giải thích với Ngọc, chứ không phải đứng đây giải thích với em. Ngọc anh, em thật sự không hiểu tình cảm của anh sao? Ngọc nó là bạn thân của em đấy. Anh nói như thế, chẳng may nó nghe được lại không hay đâu. Anh mặc kệ. Tình cảm là chuyện cá nhân của mỗi người. Anh không thích Ngọc, cũng không thể cấm cô ấy thích anh được. Tiện đây, anh cũng nói để cho em biết,
Người anh thích thật sự là em. Em nên xem lại cảm xúc của mình đi. Tình cảm nhiều khi rất ích kỷ, và cũng không phải món hàng để nhường qua nhường lại đâu. Anh Cường, anh đang làm gì ở đây thế ạ? Ngọc, anh đã nói với em rất rõ ràng rồi. Em cứ tìm anh làm gì chứ? Còn danh này, mày hay quá nhở. Trước mặt tao thì mày nói này nói nọ, sau lưng tao thì mày lại quyến rũ anh Cường. Bạn bè như mày sao mà đều thế? Mày vẫn còn coi tao là bạn cơ à? Tôi nói cho cô biết, tôi thật sự có tình cảm với Ngọc Anh. Tôi theo đuổi cô ấy, chứ không phải cô ấy quyến rũ thôi. Mà cô cũng làm ơn nói cho đúng sự thật đi, nếu không đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh Cường, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn nó anh cũng chỉ mới quen thôi mà. Nó còn điểm gì hơn em, mà tại sao anh lại u mê nó như thế chứ? Ngọc Anh tính tình tốt bụng, lại thẳng thắn nghĩa khí, sống hết mình với bạn bè và người thân. Nói chung, Ngọc Anh rất nhiều điểm tốt. Thế còn cô thì sao? Nhỏ nhen ích kỷ, ngang ngược độc đoán. Cô nghĩ cô có thể so sánh với Ngọc Anh sao? Anh dám nói em như thế à? Sao anh quá đáng thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu cô biết sai mà sửa thì tốt cho cô. Còn nếu như cô vẫn ngang ngược và bảo thủ thì người chịu thiệt sau này vẫn chỉ có mình cô thôi. Mày nghe thấy gì chưa Ngọc Anh? Chắc là bây giờ mày đang hả hê sung sướng lắm đúng không? Mày đúng là cái đồ khốn nạn mà. Trước giờ tao nhịn mày nhiều, vì tao nghĩ có điều không phải với mày. Nhưng anh Cường nói đúng, tình cảm không phải là thứ hàng hóa để đem ra trao đổi hay là tranh giành nhau. Lần này tao xin lỗi mày. Cuối cùng thì mày cũng thừa nhận rồi chứ gì. Tao giết chết mày. Ngọc, mày điên như vậy đủ chưa? Anh nhìn đi, là hai người bọn họ vừa bắt nạt em đấy. Mày đưa cô ấy về đi. Tao thấy tính khí của cô ấy càng ngày càng tiêu cực rồi. Cứ như thế này không tốt đâu. Tao biết rồi, xin lỗi mày. Ngọc Anh, anh xin lỗi. Đi về. Em không về, em không có được tính như đó thì không ai có được hết. Em phải giết chết hai đứa nó. Đi về. Em không về, anh làm ra. Đi về. Bố, mẹ, con chuẩn bị xuống với bố mẹ đây. Anh ta làm gì ở kia nhỉ? Bịnh bời à? Không đúng, bơi thì phải cởi đồ ra chứ. Không lấy ra định tự tử à? Không được. Anh gì ơi, anh bình tĩnh lại đi, anh đừng có làm điều dại dột như thế. Cô mau buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa. Anh bình tĩnh lại đã, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cô thì biết cái gì chứ? Cô không phải là tôi đâu mà cô hiểu được. Cô không mặc kệ tôi đi. Anh bị điên rồi à? Sao anh hèn đấy? Anh có gọi là đàn ông không hả? Đàn ông thì sao chứ? Đàn ông thì không được phép yếu đuối á? Anh được phép yếu đuối, nhưng anh không có quyền tuyệt vọng vào cuộc sống như vậy. Bố mẹ anh mà biết anh hèn hạ thế này thì họ sẽ buồn lắm đấy. Tôi cũng muốn sống nữa. Anh bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói. Ngoài kia thế giới vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp đang chờ anh khám phá đấy. Tôi đúng là một thằng hèn, một kẻ thất bại nhất trên đời này. Anh đừng có như vậy nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nghe tôi, dù ngày hôm nay có thế nào thì chắc chắn là ngày mai sẽ ổn. Cô thấy tôi hèn lắm đúng không? Anh chị hèn lúc đó thôi, còn bây giờ thì hết rồi. Tôi đúng là một thằng khốn nạn. Thôi, anh đừng uống nữa, anh say rồi đấy. Cô cứ mặc kệ tôi đi,
cứ để cho tôi uống. Rốt cuộc là anh đã gặp phải chuyện gì mày lại chọn cách kết thúc cuộc đời như vậy? Cô không biết tôi là ai à? Làm sao mà tôi biết được? Không lẽ anh nổi tiếng lắm à? Tất nhiên rồi, tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn cơ mà. Đến cả những người nổi tiếng trong showbiz còn phải nể mặt tôi đấy. Ghê vậy cô á? Thế anh là chủ tịch tập đoàn nào? Tôi là chủ tịch tập đoàn AB ấy. Tập đoàn to nhất cái miền Bắc này đấy. Cô có biết không hả? Này, anh mau tỉnh lại đi. Này, anh ta say thế này thì mình biết đưa anh ta đi đâu bây giờ nhỉ? Mà tại sao anh ta lại ra nông nỗi này chứ? Không lẽ anh ta bị phá sản thật à? Đúng là tập đoàn của anh ta bị phá sản thật này. Lại còn bị bạn bè phản bội lúa hết tiền nữa. Bảo sao anh ta lại đi đến bước đường cùng như vậy. Đúng là cuộc đời lúc lên voi lúc xuống chó, không biết đằng nào mà lần mà. Ê Ngọc Anh, mày mua cái gì mà nhiều thế? À, tao mới săn sale được ít đồ trên mạng ấy mà. Thế sao người ta không ship đến nhà mày mà mày phải đi lấy tận đâu đấy? Thì tao có mấy khi ở nhà đâu, tao toàn phải đặt địa chỉ nhận hàng ở bên nhà chị Tuyết, khi nào rảnh thì sang lấy ấy mà. Ờ. Này, thế hôm qua mày đi uống rượu với ai đấy? Làm sao mày biết? Mày nhìn thấy à? Tao mà nhìn thấy thì tao đã hỏi mày ngay lúc đấy rồi. Thế tại sao mày biết? Em gái chị chủ quán là đồng nghiệp của tao, nó biết tao chơi với mày cho nên kể đấy. À, thì ra là vậy. Nói, người đàn ông đấy là ai? Có phải người yêu mày không? À, không phải, yêu đương cái gì chứ. Anh ấy chỉ là nhân viên của công ty cung cấp hàng hóa cho quán của tao thôi. Hôm qua anh ấy được công ty thưởng bởi vì là tao nhập nhiều hàng của anh ấy quá, cho nên là anh ấy mới mời tao đi ăn đấy. Có thật không? Ơ hay, thì tao nói dối mày làm cái gì? Nếu như tao mà có người yêu ấy, tao chả kể cho mày nghe từ lâu rồi. Tao có phải là kiểu người thích giấu giếm chuyện tình cảm đâu. Có khi tao còn đăng lên cả Facebook nữa ấy. Ờ ha. Mà thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Chiều nay mày rảnh không? Đi tà tưa với tao nhá. Mấy nay bụng dạ của tao không được tốt. Thôi, tao không đi đâu. Ờ, thế thôi vậy. Tao đau bụng quá. Thôi, chắc là tao phải về nhà đây. Mày bận gì thì mày cứ về làm đi nhá. Đang định bảo vào nhà mày chơi, nói thế thì bố ai dám vào nữa. Thôi, để hôm khác chơi sau. Hôm nay tao mệt lắm, tao còn đang bị tiêu chảy đây này. Ôi dồi ôi, cái con này, nói đau bụng là biết rồi, cần gì phải nói thêm mấy câu đấy nữa, mất vệ sinh thế. Thôi, hôm sau mình nói chuyện tiếp nhá. Bây giờ tao phải vào nhà đây. Thôi, về đi, không tí xón ra quần là kinh lắm. Tao về đây nhá. Về cẩn thận nhá. May quá, nó không nghi ngờ gì. Kể ra tài năng diễn xuất của mình cũng được phết đấy chứ. Đầu đầu quá. Mình đang ở đâu thế này? Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ngồi xuống ăn sáng này. Cô đưa tôi về nhà cô à? Thế anh nghĩ anh tự về đây được chắc? Sao cô lại tốt với tôi thế? Cô không sợ tôi sẽ lừa cô à? Một người không còn khát vọng sống như anh thì làm gì còn tâm trạng để mà đi lừa người ta nữa chứ. Cảm ơn cô nhiều nhé. Nếu lúc đó cô không cứu tôi thì chắc có lẽ giờ này
Tôi đã ở thế giới bên kia rồi. Chắc là do kiếp trước tôi nợ anh, nên là kiếp này tôi phải cứu anh để trả nợ cho anh đấy. Vậy thì bây giờ cô trả nợ xong rồi đấy, cô có muốn đuổi tôi đi không? Bây giờ tôi mà đuổi anh đi thì tôi sẽ bị mang tiếng là kẻ vô tình mất. Thôi, anh cứ ở tạm đây vài ngày đi, rồi sau này tính tiếp. Nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ ở lại. Cảm ơn cô nhiều nhá. Thôi được rồi, anh không cần phải cảm ơn tôi nhiều như vậy đâu. À đấy, nói chuyện từ nãy đến giờ tôi quên mất. Anh mau đi đánh răng đi. Tôi vừa đi chợ mua cho anh cái bàn chải đánh răng mới với cả mấy bộ quần áo. Anh mau đi thay đi. Cảm ơn cô. Lại cảm ơn. Sao mệt thế nhở? Này, tôi thực sự là rất dị ứng với cái lời khách sáo đấy đấy. Tôi xin lỗi, tại tôi quên miệng. Thôi được rồi, anh mau đi đi rồi ra ăn sáng. Anh nghỉ tay một chút đi, ra ngoài bàn ngồi uống nước đã. Thôi, tôi chưa khát. Tôi lau dọn nốt mấy cái kệ này cho nó sạch đã. Chắc là lâu rồi cô chưa lau dọn gì đúng không? Bụi bám đầy ra đây này. Đâu, tôi thấy vẫn sạch mà. Đây, không phải bụi thì là cái gì? Bụi có một tí thôi mà, anh có cần phải làm quá lên như vậy không? Cô là người bán hàng, ngoài việc chất lượng sản phẩm phải tốt ra thì cô phải trau chuốt cho cửa hàng mình sạch đẹp. Như vậy thì mới thu hút khách hàng chứ. Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn có khác. Nói chuyện tầm vĩ mô thật đấy. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý động vào chuyện đó đâu. Chỉ là tôi tiện mồm nên là tôi nói ra như vậy thôi chứ. Tôi xin lỗi anh nhá. Không sao, tôi hiểu mà. Vậy anh có dự định gì cho tương lai chưa? Tạm thời tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên như thế này thôi. Nhưng nếu cô thấy phiền, tôi sẽ rời đi. Này, anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Anh ở đây còn giúp được cho tôi bao nhiêu là việc, có gì đâu mà phiền chứ. Vậy thì cô cho tôi ở đây một thời gian nữa nhé. Khi nào nghĩ ra mình cần làm gì, tôi sẽ đi. Nhất trí, anh muốn ở bao lâu thì ở. Cảm ơn cô. Không có gì đâu. Ngọc Anh ơi, dạ. Bán cho anh chai nước mắm. Vâng ạ. À đây, nhân viên mới à? Anh ấy là nhân viên bên công ty cung cấp hàng cho tạp hóa của em đấy anh ạ. À thế à? Này, thế công ty cậu chuyên cung cấp sản phẩm gì đấy? Công ty em chuyên về tá bỉn cho trẻ con. Anh có muốn mua một bịch không? Ông bạn đang đùa tôi đấy à? Tôi làm gì đã có vợ con đâu mà bỉm mới chật đã. Em xin lỗi, tại em không biết ạ. Mà nhìn cậu cũng to con đấy. Này, có biết đá bóng không? Dạ, em có ạ. Thế thì tốt rồi. Này, mai chủ nhật chắc là cậu được nghỉ đúng không? Đi đá bóng với tôi đi. Sân tôi đang thiếu một chân mà tìm mãi không được ai. À, cái này thì... Anh cứ đi đá bóng với anh ấy đi. Biết đâu anh lại có thêm được những người bạn mới. Rồi cuộc sống của anh lại có nhiều thay đổi thì sao? Cô nói cũng phải. Vậy ngày mai anh cho em đi cùng với nhá. Này, nghe hai người nói chuyện nãy giờ cứ như là hai người yêu nhau ấy, phải không? Yêu đâu mà yêu, anh phải cứ nói linh tinh thôi. Thôi được rồi, thế sáng mai tôi đi lúc nào tôi gọi cậu nhé. Dạ vâng. Đây, lưu cho tôi cái số của cậu ấy. Đây, đi lấy nước mắm cho anh đi. Của anh đã. Mày làm sao đấy? Tự nhiên rủ tao ra đây uống nước bằng được, chẳng nói năng câu nào, sao lại còn nhìn tao chằm chằm thế nữa? Mày bị sao đấy? Nói cho tao biết, người đàn ông đấy là ai? Có phải là người yêu mày không? Người đàn ông nào? Người đàn ông đi uống rượu với mày với cả đang ở nhà mày ấy. Ô, làm sao mày biết anh ấy đang ở nhà tao? Tao có mù đâu mà không nhìn thấy. Hôm nay mày mà không nói rõ chuyện này với tao nhá, thì đừng coi tao là bạn nữa. Anh ấy là bạn tao mới quen, cho nên là tao cho anh ấy ở nhờ thôi. Mày đùa tao đấy à? Mới quen mà dám cho ở nhờ á? Thực ra
anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng mà bởi vì tập đoàn bị phá sản cho nên là anh ấy nghĩ quẩn rồi định tự tử. May mà lúc đấy tao cứu được anh ấy nên là bây giờ anh ấy mới ở nhờ nhà tao đấy. Ủa sao tao nghe chuyện của mày cứ như trong phim ấy. Thì chính bản thân tao cũng thấy hơi khó tin, thế nhưng mà đây là sự thật đấy. Mày không sợ anh ta lừa mày à? Tao thì có cái gì đâu để cho anh ấy lừa. Với lại tao cũng tìm hiểu kỹ rồi, anh ấy sống tử tế lắm, mày không phải lo đâu. Thế định cho người ta ở nhờ mãi như thế à? Còn chuyện chồng con của mày nữa thì sao? Hàng xóm mà biết mày cho trai lạ ở nhờ nhà nhá, sau này đố mày lấy chồng được luôn. Cái chuyện đấy thì tao vẫn chưa nghĩ đến. Thế nhưng mà tao có làm gì sai trái đâu mà tao phải sợ. Ôi trời ơi Ngọc Anh ơi, mày ngây thơ nó vừa thôi. Mày nghĩ tất cả mọi người đều hiểu cho mày hết à? Nhưng mà tao cũng lỡ giúp anh ấy rồi thì phải giúp đến cùng chứ. Bây giờ mà đuổi anh ấy đi thì anh ấy làm gì biết đi đâu. Này, đừng có bảo là mày thích anh ta rồi đấy nhá. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao làm sao mà thích anh ấy được? Tốt nhất là như thế đi, đừng có dây dưa với mấy cái người phá sản này. Mày xinh đẹp như thế, thiếu gì người tốt đẹp theo đuổi mày. Rồi, tao biết rồi, mày cứ yên tâm đi. Để tôi cầm cho. Người ta vào bóng mạnh quá nên tôi bị đau chân. Rồi ạ. Mấy cái người này đá bóng hay là đá người không biết nữa. Không sao đâu, là tôi chầm đá là đỡ ngay mà. Mà cũng tại tôi cơ. Nếu lúc đấy tôi không bảo anh đi đá bóng thì anh đã không bị thế này rồi. Cô muốn tôi đi là vì muốn tốt cho tôi. Còn việc tôi bị đau chân là việc ngoài ý muốn thôi. Cô không phải tự trách bản thân mình như thế đâu. Thôi, anh cứ ngồi ở đây đi, để tôi lên nhà lấy đá trường cho anh. Cảm ơn cô. Chờ tôi một chút nhé. Không hiểu đá bóng kiểu gì nữa. Cô tốt thật đấy. Sau này ai mà lấy được cô, chắc là có phúc lắm. Thế còn anh thì sao? Hả? Cô vừa nói gì? Không, không có gì đâu. Anh thấy đỡ đau hơn chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô. Gì đấy? Đến giờ ra dọn hàng rồi. Hôm nay tôi không cùng cô ra cửa hàng được rồi. Tại sao lại thế? Tôi đã suy nghĩ suốt cả đêm qua. Tôi đã nhìn nhận lại mọi thứ. Tôi không thể sống mãi như thế này được. Tôi phải gây dựng lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Có nghĩa là anh muốn ra đi để gây dựng lại sự nghiệp của anh. Đúng vậy. Vậy nên tôi ở đây chờ cô, để chào cô một câu. Đúng là có hơi bất ngờ thật. Thế nhưng mà tôi ủng hộ quyết định của anh. Anh là người có tài năng, có tham vọng. Anh không thể ở đây mãi được. Tôi ủng hộ quyết định của anh. Và tôi chúc anh sức khỏe. Ngọc Anh, cho anh đổi cách xưng hô nhé. Một lời cảm ơn đối với em có lẽ là không đủ. Em đã cứu anh, đã cho anh một cuộc sống mới. Em đã giúp đỡ anh trong thời điểm anh khó khăn nhất. Thời gian ở bên cạnh em tuy là ngắn ngủi, nhưng đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Anh nói tạm biệt chứ không phải là từ biệt. Anh đi để xây dựng lại sự nghiệp của mình. Anh sẽ quay lại tìm em khi anh thành công. Em tin anh. Tin anh sẽ gây dựng lại được sự nghiệp của mình. Và em cũng tin là anh sẽ quay trở lại. Cảm ơn anh.
Cảm ơn em. Đóng cửa quán sớm đi, đi chơi với tao nhá. Thôi, mày đừng có mai mối cho tao nữa, tao không thích đâu. Nhưng mà anh này được lắm, cao to, đẹp trai lại còn nhiều tiền nữa, đảm bảo mày gặp cái ưng ngay. Tao thấy mày cũng chưa có người yêu còn gì, tại sao mày không tự mai mối cho mày đi? Anh ấy là họ hàng xa với nhà tao, nên tao mới giới thiệu cho mày đấy, chứ không là còn lâu nhá. Nhưng mà tao không thích đâu, thật đấy, mày đừng có mất công thuyết phục tao nữa, tao không đồng ý đâu. Có phải mày vẫn chờ ông Hiếu kia đúng không? Thôi mày ơi, quên người ta đi. Biết là người ta có xây dựng lại sự nghiệp được hay không? Hay là giờ này đang vất vưởng ở đâu rồi? Mà nếu người ta có tình cảm với mày thật ấy, thì đã quay lại tìm mày rồi. Không phải đâu, mày lại nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mày đừng có nói dối nữa. Tao lớn lên cùng mày từ nhỏ chả lẽ không biết mày như nào à? Thế mày hiểu tao, tại sao mày không ủng hộ tao, mà cứ bắt tao phải đi gặp hết người này đến người khác thế? Tao làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày cứ đợi ông Hiếu kia thì đến bao giờ? Mà có khi giờ này ông ấy đang yêu con khác rồi ấy chứ. Ngọc Anh. Anh Hiếu. Là anh đây. Anh đã lấy lại được tất cả những thứ mình đánh mất rồi. Vậy thì tốt rồi. Em chúc mừng anh. Anh mà về muộn thêm tí nữa là bạn tôi nó đi lấy chồng đấy. Nào, Phương Anh, đừng có nói linh tinh như thế chứ. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh đã về sớm hơn, nhưng công việc của anh bận rộn quá, cho nên hôm nay anh mới về được. Em đừng giận anh nhá. Em hiểu mà, em không giận gì đâu ạ. Tự nhiên lại thành người thừa ở đây mất rồi. Thôi, tôi nhường sân khấu cho hai người đấy. Mày về cẩn thận nhé, mai ta gặp mày sau. Tôi biết rồi. Chào anh ơi. Chào em nhé. Lâu rồi không gặp. Anh rất nhớ em. Em cũng nhớ anh lắm. Lần này anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Ngọc Anh, em là vợ anh nhá. Anh nói thật ạ? Anh nói thật đấy. Cả đời này anh chỉ muốn lấy em làm vợ thôi. Em đồng ý nhá. Em chờ anh suốt mấy năm qua, chỉ để đợi anh quay về để nói với em lời này thôi. Em đồng ý.